Xin chào tất cả các chú, anh chị và các bạn. Không biết ở khu vực các bạn như thế nào, nhưng mà khu vực mình á thì dạo này mưa nó cũng không có nhiều các bạn. Cả tuần rồi thì mới có lại được cơn mưa. Thì tiện đây thì mình cũng chia sẻ về cái vấn đề là hôm bữa mình quên nhắc với các bạn á, là mặc dù là cái mùa này là mùa mưa, nhưng mà ít nhiều gì á, sầu riêng nó vẫn có nhện đỏ các bạn. Cho nên á là trong bốn mình xịt là khoảng bốn lần, một cơi đọt là mình xịt khoảng 4 lần. Thì trong 4 lần đó thì mình có một lần đó mình pha sâu nhện vô để mình xịt, mình ngừa nhện các bạn. Thì thay vì là mình xịt một chai thuốc sâu, mình đã chia sẻ nhiều ở clip trước á, thì thuốc sâu là thuộc dạng nhũ dầu các bạn. Thì nó có nhiều hạt chất lắm, như là chlorpyrifosfin nè, cybermethin nè, rồi thì methoxam nè, rồi rofenophos, nó rất là nhiều. Thì thường là mình xịt những cái loại thuốc sâu đó. Nhưng mà khi mà cái mùa mưa này á các bạn, thì mình nên trong có bốn cái lần xịt á, thì mình nên có một lần là mình xịt sâu nhện các bạn, xịt đọt nha, xịt đọt ấy, mà thường á là cái cơi cuối cùng, cái lần xịt cuối cùng ấy, cái lần xịt mà cái lá mà nó bắt đầu nó chuyển lụa các bạn, cái lá sầu riêng là bắt đầu chuyển lụa, thì mình xịt cho nó một lần sâu nhện nha. Thì thuốc sâu nhện á, thì mình có thể pha với lại combi, có thể pha với lại thuốc dưỡng bình thường. Chỉ có thuốc đặc trị nhện là mình mới không pha được với thuốc dưỡng thôi các bạn. Bởi vì thuốc đặc trị nhện mình mà pha với thuốc dưỡng là nó mất tác dụng các bạn. Còn thuốc sâu nhện á, thì các bạn mua là nó sẽ pha được nha. Sâu nhện, các bạn nhớ là sâu nhện là nó sẽ pha được chung với lại thuốc như là mình xịt thuốc dưỡng như là tobasan đó. Nhưng mà nếu như mà mình xịt tobasan á, thì mình không có, thường là cái cữ mà mình xịt tobasan á là cái thuốc dưỡng, các loại thuốc dưỡng amino nói chung, thì mình không pha với lại thuốc sâu nhện, mà mình pha với lại thuốc sâu bình thường và những cái loại mà thuốc rầy á các bạn. Thuốc sâu nha là phải nặng và thuốc rầy là cũng phải nặng, thì mình pha với lại thuốc dưỡng như là tobasan đó, thì amino đó, thì mình pha như vậy á, thì nó mới đủ đô để nó chết được con rầy các bạn. Còn nếu mà mình mà pha với lại những cái loại mà như là sâu nhện hoặc là những cái thuốc rầy mà nó nhẹ, cái liều nó nhẹ là mình pha với thuốc dưỡng á, là nó sẽ giảm hiệu quả các bạn. Bởi vì cái thuốc amino á, thường á, là nó đậm đặc đó, nó đậm đặc cho nên là nó sẽ giảm cái mức độ mà giết những cái con rầy với con sâu đi các bạn. Thì khi mà mình xịt sâu nhện á, thì mình cái cữ cuối lá gần lụa đó, cái cữ thứ tư á, thì mình mới pha sâu nhện với lại thuốc rầy đó, rồi cộng với lại combi đó, mình xịt. Thì mình cứ xịt như vậy, tại vì á thì kiểu gì mình cũng phải pha với thuốc sâu các bạn, kiểu gì mình cũng phải đấu thuốc sâu với lại thuốc rầy. Thì thay vì mình đấu với thuốc sâu bình thường thì mình đấu sâu nhện thôi các bạn, không có vấn đề gì, mình cũng xịt bình thường thôi, cũng sâu nhện, cũng là thuốc sâu nhưng mà là sâu nhện đó, mình cộng với lại thuốc rầy và mình cộng với lại combi, thì mình xịt thì nó một công đôi việc các bạn, thì nó cũng vậy thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Thì nó khi mà mình làm như vậy á, trong ba cơi, trong ba cơi thường mình cứ nói là ba cơi đi nha, có nhiều cây nó bốn cơi, có nhiều cây nó hai cơi, cũng tùy. Thái với ri ấy, thì thường nó ri có thể nó ra được ba cơi, nhưng mà thái thường nó hai cơi hoặc là ba cơi, cái đó rất là tùy cây nha các bạn. Thì chung chung lại là ba cơi đó, thì cơi nào cũng vậy, thì cứ lần cuối cùng ấy, thì mình xịt sâu nhện. Thì khi mà mình làm như vậy á, cái mật độ nhện khi mà bắt đầu mà chuẩn bị làm bông ấy, mật độ nhận nhện của các bạn là nó sẽ giảm tối đa. Các bạn có để ý không? Nếu như mà các bạn để ý đi, cứ mỗi một lần mà sau một mùa mưa ấy, mà chuẩn bị tới xịt nước làm bông ấy, tự nhiên cái cây của mình nó vàng. Tự nhiên cây của mình nó vàng, mà tại sao cây của hàng xóm lại xanh thế? Mà sao cây của mình nó vàng? Thì một phần vàng đó là trong mùa mưa này nhện nó có ăn nha các bạn. Nhện nó đã có phá mình một phần đó, mà nhiều khi mình không để ý các bạn. Cho nên là mình nhắc cái điều này để cho cô chú anh chị các bạn đừng có nghĩ rằng là mùa mưa nó không có nhện nha. Mùa mưa là nó có nhện đó, cho nên là mình phải cẩn thận đó. Mình pha cho thôi, nó không vấn đề gì đâu. Rồi cái điều thứ hai là đó là đối với những cây mà khoảng cái chừng 3-4 năm đổ lại các bạn, hoặc đặc biệt là những cây mới trồng á, các bạn đừng có ý rằng là mùa mưa mà mình không tưới nước nha. Mùa mưa mình vẫn tưới bình thường nha.
mùa mưa mình vẫn tưới nước bình thường như khu vực của mình á, là tưới khi nào như khu vực của mình là khoảng cái chừng 7 ngày hoặc 10 ngày nó mới mưa lại các bạn. 7 ngày hoặc 10 ngày nó mới mưa lại lận. Cho nên là nếu mà cây con mà để khoảng 10 ngày ấy, 7 ngày một tuần thôi mà không tưới lại ấy, là nguy lắm nha các bạn. Cho nên là mình phải cẩn thận. Khoảng cái chừng cây con, đặc biệt những cây con khoảng chừng 1 năm á, 1 2 năm gì đó thì cứ khoảng cái chừng 2 ngày 3 ngày nếu mà mưa mà nó ngớt mưa cái một á, mà các bạn thấy mà đất nó khô quá, cây mà lá nó xuống nó héo á, thì mình nên tưới lại, mình nhấp lại cho nó, không cần tưới nhiều đâu. Nó mình tưới lại cho nó. Còn những cái cây mà lớn, cây già các bạn, những cái cây mà lớn rồi ấy, cây khỏe rồi ấy, cây lâu năm rồi như cây 7 năm như tới 12 năm của mình này nè, thì thường á là nó lướt qua hết à, một tuần nắng nó cũng không bảo gì hết, lá nó cũng hơi héo héo nhưng mà rồi nó lại mưa lại, nó lại không sao. Nhưng mà mình phải để ý là mình cũng vẫn nên tưới nha các bạn. Nếu như mà cái cây của mình á mà nắng lâu quá thì mình cũng nên tưới nhấp cho nó khoảng chừng 30 phút, 30 phút hoặc là 40 phút vậy thôi, để cho nó giữ được cái độ ẩm á. Chứ nhiều khi ấy, mình mặc dù mình biết là mùa mưa, có những ngày mưa dầm mưa dề luôn, nhưng mà có những khi mà nó nắng là nó nắng sốc luôn các bạn. Nó nắng cả một 10 ngày, nó nắng và nó nắng gắt luôn. Nắng mà mình thấy khô đất mà cỏ mà nó muốn héo luôn đó các bạn. Cho nên là mình phải tùy cơ ứng biến. Thời tiết nó như thế nào thì mình làm theo nó như vậy. Chứ mình phải đa dạng lên các bạn. Mình không có làm sầu riêng là mình sẽ nó thiên biến vạn hóa các bạn. Mình cứ theo thời tiết như thế nào thì mình nương theo như vậy, nếu mình không có nghịch lại được. Đó. Rồi đây là các bạn, mình có cái cành này nè. Thì làm sầu riêng thì ai cũng vị cũng phải như vậy thôi các bạn. Là cái cành này của mình là nó bị tử nè, nó chuẩn bị chết nè. Cành này là nó chuẩn bị chết nè, mình chia sẻ lại cho các bạn xem nha. Đó, mình có cành này nè, nhưng mà cái cây này của mình nó có bệnh không? Thì cây này của mình nó không bệnh nha. Thì mình chia sẻ để các bạn yên tâm nè. Đó, cây này của mình nó rất là bình thường. Đó, phát triển bình thường, không vấn đề gì hết. Nhưng mà cái cây này á, là nó có hiện tượng là nó sẽ tử nha các bạn. Cây này nó cành dưới thấp nè. Đó, mùa rồi ăn chỗ này nó ăn cả một chùm này cả 4 trái nè. Mà nó thấp nhất. Đó, mà cành này là cành thấp nhất nè. Đó, cho nên là có những cành thì nó tử, có những cành thì nó không tử. Nhưng mà cái cành này thì nó tử đi nè. Thì mình chỉ cần cưa đi thôi nha các bạn. Mình cưa đi như bình thường thôi, không phải đổ thuốc nấm, cũng không phải làm gì đâu. Nếu mà mình kỹ thì mình cắt xong á, mình quét thuốc nấm ra đây nè. Đó, mình quét metalaxy. Mình quét metalaxy hoặc là ridomin cộng với lại Aliex đó, hoặc là metalaxy rồi mancozet đó, mấy cái đó mình cộng lại rồi mình cứ thế mình quét thôi, không vấn đề gì hết. Còn mình lười mình không quét cũng không sao các bạn. Mình mà phải kỹ ấy, mình phải kỹ khi nào mùa này mùa mưa mình quét cũng được. Nhưng mà mình để ý ấy, nếu như mà trường hợp mà cái cành này mà nó bị mọt nha các bạn, mình để ý kỹ nha. Nếu mà bị mọt là tuyệt đối là mình phải đốt luôn cái cành này. Đó, cành này của mình nhìn thấy là nó bị hủy do là nó hết nhựa các bạn, chứ không phải là bị mọt. Mình không thấy hiện tượng mọt. Đó. Cho nên là mình không cần phải kỹ nha. Chứ còn mà nó mà bị mọt á là các bạn phải đốt nha. Cái cành này là phải để khô xong rồi đốt nó đi. Rồi mình phải quét thuốc vô cái nốt mà mình cắt nữa thì là ok nhất. Nếu mà mình siêng. Đó, cho nên là ai làm sầu riêng thì cái trường hợp này là quá bình thường các bạn. Mỗi một năm mà nó tử đi một cành hoặc là hai cành gì đó thì là chuyện rất bình thường nha. Nhưng mà cây á, nhìn cây là mình phải nhìn cây nha, mình nhìn cây là cây rất bình thường. Đó, lá rất sung rất bình thường. Đây là một cây duy nhất của mình nha các bạn. Đây là một cây sau thu hoạch nha. Một cây duy nhất nha. Mới có một cây thôi đó. Giờ mà hai cây nữa là đủ ba cây làm bông thì lá của mình coi như là mình còn kéo đọt nữa nha các bạn. Mình còn một cây kéo đọt nữa là coi như là líp luôn. Kín mít luôn các bạn. Đó, dành lá của mình hôm nay là quá ok rồi các bạn ơi. Cái cây này của mình là cái cây mà năm vừa rồi các bạn có xem ở cái khúc này nè. Là cái cây này là cái cây mà mình nói là 3 năm hơn tí nè. Nó nhỏ tí à, mà giờ nó phục hồi nè. Treo quả, mình treo một đống luôn. Năm vừa rồi nó treo quả một đống rồi nè. Cây nó nhỏ lắm. Cây nhỏ tí à. Mà nhìn nó phục hồi này nó cũng ra được một cây rồi. Mình nhìn nó phục hồi nó tốt đâu. Đó, cái quy trình của mình là luôn kéo đọt theo bông nha các bạn. Đó, thì và cái quan trọng là các bạn có nhiều người thắc mắc á, là những cái cành bơi á, đây là những cái cành bơi nè, mình quay cho các bạn xem nè. Những cái cành bơi là mình nên làm cái gì nè. Cành bơi nè,
cảnh bơi tùm lum này. Thì chuẩn bị của mình ra cơi hai các bạn. Thì bây giờ ấy, là mình sẽ tỉa cành bơi nha. Thì bây giờ mình sẽ tỉa cành bơi. Nhưng mà tỉa ấy, mình không có tỉa kỹ nha. Mình chỉ tỉa ví dụ như nó quá nhiều đi, nó quá nhiều ấy, thì mình tỉa sơ sơ thôi. Đó. Ví dụ như à, nguyên cái đùi này, mình thấy không? Bạn thấy không? Nó to vậy đúng không? Có thể mình cắt bớt đi. Nè, ví dụ mình không có kéo nha, nhưng mà ví dụ các bạn có kéo, các bạn cắt bớt chỗ này đi. Đó. Thì một cái cành bơ này á, cành bơ này nó chỉ còn ít lá lại thôi. Đó, mình để ít lá lại thôi. Đó, mình ví dụ nha. Đó. Thì cành bơ này á là chủ yếu là mai này mình làm bông á, thì mình xịt cái lân tạo mầm là 16-10 á vô những cái cành bơ này á, là nó hấp thụ lân xong mình mới cắt á, thì nó dễ ra bông hơn nha các bạn. Với lại để đây nè, để nó đưa dinh dưỡng, nó nuôi cái khu vực trong này nè, chứ ở ngoài kia là nó mới có lá, nó chuyển vào đây nó lâu các bạn. Thì mình cứ để nha, thì kinh nghiệm của mình là như thế. Để cũng được mà bạn cắt cũng chả sao luôn các bạn. Các bạn cắt sạch đi cũng không sao, mà các bạn để thì nó cũng không sao. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình là để thì nó vẫn tốt hơn, tại vì ở trong này nó có dinh dưỡng các bạn. Lá này nó to và nó có dinh dưỡng trong này nè. Đó, mình cứ để không sao hết. Còn bây giờ các bạn cắt sạch cũng được nha. Nhưng mà cái cơi thứ hai ấy, nếu như nó ra thì mình không được cắt nữa. Để cho tới khi mà mình làm bông ấy, nó sẽ có những cái cành bơi như thế này. Để mình xịt lên tạo mầm vô cái cành này. Đó, sau khoảng cái chừng 2 ngày sau hoặc là 3 ngày sau là mình cắt cái cành bơi đi. Đó, thì nó đẹp, nó hấp thụ cái lượng lân đó, nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn nha các bạn. Hấp thụ đây rồi nó đưa vô cái cành này rồi nó ra bông ở những cái dạng này nó mau hơn. Mau hơn là mình để mình cứ cắt chọc lóc rồi mình xịt tạo mầm, thì cái lân nó phải ăn từ ngoài kia nó đưa vô nó lâu lắm các bạn. Đó, thì cái cành bơi này có nghĩa là tỉa cũng được mà không tỉa cũng được. Không sao hết, nhưng mà nếu mà quá nhiều là mình phải tỉa bớt đi nha, chứ mình đừng để nhiều nhá. Ri ấy, đối với sầu riêng ri ấy thì cái cành bơi này nó ít lắm các bạn. Những cái cành bơi này nó ít cho nên là ri thì mình không tỉa nha. Ri thì cây dài của mình thì mình để luôn, mình không có tỉa, không có cần phải tỉa làm gì hết các bạn. Cho nên là đối với thái thì thường cành bơi này nhiều nè, thì mình mới tỉa đi nha, tỉa bớt đi. Mình tỉa những cái trên một cành mình tỉa bớt đi ấy. Mình đừng có để nhiều quá nó cũng rút dinh dưỡng các bạn. Đó, thì đó là một số cái chia sẻ của mình. À, thì cái hiện tại mình đang phát cỏ các bạn, phát cỏ sơ nè, để chuẩn bị là cơi tới là mình bỏ phân, là chuẩn bị là làm cơi hai nha các bạn. Đó, mình phát cỏ sơ nè, mình phát nhanh lắm, mình phát nó cứ phạt đi nè, không có phát kỹ đâu. Mình vừa làm như vậy nó vừa nhanh mà nó vừa đỡ tốn công mà nó vừa đỡ tốn xăng nữa các bạn, mà nó lại hiệu quả. Bởi vì mình làm như vậy ấy, mình cắt như vậy ấy, thì đất của mình nè các bạn, nó không, nó cứ viên nè. Đó, nếu mà các bạn mà cắt cỏ mà cắt mà kỹ quá ấy, nhiều khi ấy, đất nó chai hết các bạn, nắng nó xuống á, rồi vi sinh vật nó không sống được. Thì cái này như là những cái chỗ mà để cho nó ẩn nấp á, rồi lá, rồi đặc biệt là mùa mưa này mình cũng không có dọn lá nha các bạn. Lá thì cứ để tự nhiên hết. Đó. Cái thảm lá, cái lá mà nó nhiều quá các bạn. Đợt tới này mình mà tưới, mình đang suy nghĩ là nếu mà lá nhiều quá là mình tưới cho nó đợt chico nha các bạn. Nha. Cái lớp lá dày như vậy nè. Cái lớp lá nó rụng xuống dày như vậy nè. Cái này mà tưới một lần chico xuống thôi thì phải nói là tuyệt vời luôn nha các bạn. Cái này mình tới được chico đề ma vô nữa là coi như là tuyệt vời nha. Này, các bạn nhìn thấy nè, đất nè, đó, đất tới sau không, đất của mình nè. Đó, mình là áp dụng theo vừa là hữu cơ vừa là vô cơ nha các bạn. Đó, thấy không, đất nè, đất mà nó cứ cục cục viên viên nè, đất tới sốt lắm. Cái này mà tới được lần chico đề ma nữa là thôi, cây của mình thôi nó khỏe chỗ nào nữa các bạn. Nhưng mà khi mà mình tới chico đề ma á thì mình không có được tưới thuốc nấm nha các bạn. Bởi vì chico đề ma ấy, nó không phải là thuốc nấm, mà nó là cái con vi sinh, cái con nấm đó là cái con nấm có lợi cho đất, đó, cho cây. Thì những cái con nấm đó khi mà tưới xuống ấy, thì nó lại đánh, nó diệt đi những cái con vi mấy con nấm có hại các bạn. Đó. Còn nếu mà mình mà bản chất nó cũng là nấm thôi các bạn, nhưng mà nấm có lợi. Nếu mà mình tưới thuốc nấm như Metalaxy, Mancozeb, mình mà tưới xuống như vậy ấy, là những cái con nấm mà mình tưới chico đề ma là mình coi như là vứt đi đó các bạn. Các bạn để ý cái đó nha. Đã tưới nấm là tưới nấm, còn đã tưới chico là không tưới nấm nha. Tại vì mình tưới chico xuống để mình đưa những cái con nấm nó vô để nó giết những con nấm khác, thì bản chất nó vẫn là nấm, nhưng mà nó là nấm có lợi. Thì đưa cái thuốc Mancozeb hoặc là Metalaxy mình tưới xuống thì những con nấm đó sẽ chết. Nên các bạn để ý nha,
chứ không thôi là tiền mất tật mang nha. Thôi mình nếu mà cô chú anh chị và các bạn thấy những clip chia sẻ của mình á thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một clip khác nhé. Bye bye.